Theo quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, sáng 11 tháng 7 sẽ xét xử đại án chuyến bay giải cứu. Dự kiến việc xét xử diễn ra trong 30 ngày, cả thứ Bảy và Chủ nhật. Có 54 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử với 5 tội danh là đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, 21 bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ, 4 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 23 bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ, 4 bị cáo bị truy tố về tội môi giới hối lộ, 1 bị cáo bị truy tố về 2 tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, có 105 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo tại phiên xét xử tới đây. Hai bị cáo có nhiều người bào chữa nhất, 6 luật sư bào chữa là Vũ Hồng Quang, cựu cán bộ Cục Hàng không Việt Nam và Nguyễn Thị Thanh Hằng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu Trời Xanh. Trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Viện kiểm sát xác định 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng.